tiếng xuân rộn ràng. Người ơi, ta chúc nhau thêm một tuổi đời, đây câu hát thay lời mến thương. Dù cách xa muôn dặm trường, để chào mừng lễ hội Chùa Tân Hòa.
nghĩa xưa anh lại ra tìm. Miếng trầu anh nhận năm ấy, để hôm nay anh đến tìm em. Hồi làng đông núi là thế mà sao em, sao em vẫn đứng một
6 cùng của hai ca sĩ. Tiết mục thứ hai là tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn. Xin mời các diễn viên của bản tự chùa Làng Dậy. Thank you.
Xin cảm ơn tiết mục cô đội Thượng Ngàn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Mạc Văn Giáp lên tặng hoa bản tư. Xin mời một vị đại diện cho bản tư chùa Sậy. Tiết mục tiếp theo là tiết mục Hội Làng Quê Em do câu lạc bộ Dưỡng Sinh Phong Trọng. Cảm ơn tiết mục Hội Làng Quê Em của câu lạc bộ Dưỡng Sinh Thôn Trăng. Tiếp theo tiết mục bài ca thống nhất của Chi Hội Phụ Nữ Thôn Giữa. Xin mời Chi Hội Phụ Nữ Thôn Giữa. Yeah.
Vâng, xin cảm ơn tiết mục bài ca thống nhất của chi hội phụ nữ thôn giữa. Tiếp theo chương trình là bài múa tán khán Phật A Di Đà của bản tự Chùa Lăng Xanh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tiếp theo chương trình đơn ca nữ, một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh do Thúy Được, câu lạc bộ phụ nữ thôn Giữa. No.
ban tổ chức xin cảm ơn các tiết mục văn nghệ đã chào mừng, cảm ơn các diễn viên. Đã đến giờ khai mạc ban tổ chức lễ hội. Xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng du khách thập phương cùng toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêm chào cờ, chào. Tôi xin thông qua chương trình làm việc của lễ hội. Thời gian lễ hội một ngày gồm hai phần, một phần lễ, một phần hội. Buổi sáng từ 7:30 đến 8:30 tiếp đón đại biểu, từ 8:30 đến 9:00 văn nghệ chào mừng, từ 9:00 đến 9:30 tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu và đọc diễn văn khai mạc, từ 9:30 đến 11:00 là lễ sơn hương và giao lưu văn nghệ nếu còn thời gian, từ 11:00 là sinh hoạt bữa cơm trưa với bản tự chùa về phần hội, chiều từ 13:30 đến 16:30 sẽ diễn ra các trò chơi dân gian như thi đấu thể thao, bóng chuyền hơi, đập điêu và một số trò chơi dân gian khác. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Thịnh, trưởng ban lễ hội, lên đọc diễn văn khai mạc lễ hội. Xin kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân hai thôn và khách thập phương về dự lễ hội chùa Tân Hòa. Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Trung, được sự đồng thuận của nhân dân hai thôn trong và giữa, chi bộ đảng và chính quyền hai thôn trong giữa, hôm nay long trọng tổ chức lễ hội chùa Tân Hòa ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Thìn, ngày 28 tháng 2 năm 2024. Với khí thế đầu xuân, nhân dân hai thôn cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân cả nước thi đua lập thành tích kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, và các ngày lễ lớn năm 2024. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin trân trọng gửi tới các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và khách thập phương về dự lễ hội lời chào đầu xuân luôn mạnh khỏe, sản xuất, học tập, đạt nhiều thành tích, an khang thịnh vượng. Nơi đây trước cách mạng tháng 8 năm 1945, hoang vu, cây cối rậm rạp, chưa có người ở. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, cụ Lý Hai, người xã, người quê Tan Sơn, Bắc Ninh lên vùng đất này, thấy địa hình đẹp, cụ về quê rủ thêm một số người lên khai phá, trồng trọt, đất ruộng, cấy lúa, trồng màu. Rồi mỗi ngày thấy khu vực này làm ăn được, người dân ở quê lên, đây là ấp cứ đông dần. Cụ lập miếu thờ
mong muôn mưa thuận gió hòa, làm ăn cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Những năm 1947-1950, các dòng họ Dương, họ Mạc và nhiều dòng họ khác ở các nơi cũng về tụ hội để cùng nhau khai phá, cấy lúa, trồng các cây màu. Cuộc sống ngày càng sung túc, các dòng họ về đây ngày càng đông dần. Cuộc sống có của ăn của để, vì lẽ đó mà bọn thổ phỉ hay về quấy phá cuộc sống của người dân. Người dân nơi đây đặt tên cho làng ấp tên là Cầu Sa và tổ chức các đội bảo vệ của cải, không cho bọn thổ phỉ quấy phá. Đến khi cải cách ruộng đất, ấp Cầu Sa có hơn 100 hộ dân. Người dân nơi đây đã góp ruộng và tư liệu sản xuất vào hợp tác xã. Qua các thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, người dân nơi đây đông lên, khu sinh hoạt tín ngưỡng chật chội. Năm 2014, được sự đồng thuận của nhân dân hai thôn trong và giữa, chi bộ đảng và chính quyền hai thôn đã đứng ra thành lập ban xây dựng ngôi chùa mà chúng ta đang đứng ở đây khang trang và lấy tên là Tân Hòa Tự, chùa Tân Hòa, với tổng kinh phí xây dựng hơn 800 triệu đồng để có nơi sinh hoạt tâm linh cho mọi người dân phấn khởi, tự hào, hăng say trong sản xuất, công tác và học tập. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, người dân hai thôn nghe theo tiếng gọi của Đảng, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, lớp lớp các thanh niên lên đường chiến đấu và có các anh đã hy sinh tại các chiến trường ở khắp chiều dài đất Việt để xứng đáng với những người đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc. Các thế hệ tiếp sau luôn phấn đấu thi đua trong sản xuất, công tác và học tập, xây dựng thôn xóm ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hai thôn trong và giữa nhiều năm liền đạt danh hiệu văn hóa làng cấp huyện. Nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới được Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 2012 đến nay, cán bộ và nhân dân hai thôn đã đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm khang trang, cuộc sống của người dân ngày càng sung túc. Nhiều hộ dân đã hiến đất ở, đất ruộng canh tác để làm đường giao thông, đường nội đồng đi lại thuận tiện. Các năm tiếp theo 2020 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cán bộ và nhân dân hai thôn cần phát huy hưởng ứng phong trào hiến đất, hiến ruộng, làm đường, phấn đấu đến năm 2025 để về đích nông thôn mới nâng cao. Kính thưa các cụ, kính thưa các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân cùng khách thập phương, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức lễ hội xin tuyên bố khai mạc lễ hội chùa Tân Hòa năm 2024. Kính chúc các vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân, khách thập phương luôn mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng xin khai hội lễ hội chùa Tân Hòa. Xin mời ông Thanh và ông Thuận lên đánh trống và chiêng khai hội. Lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Tân Trung cùng các đồng chí lãnh đạo và đồng ngành hai thôn.
Thank you.